tội nghiệp con quá, ăn nhìn cho ăn miếng đi, con ăn miếng đi, nhìn thèm kìa, nhìn mẹ ăn kìa, ồ chưa ăn được mà chấp miệng kìa. Để ba lấy đồ cho ăn ha. Ngon không? Hàng hiếm nha các bạn, cá chốt kho tiêu, cá chốt trứng kho tiêu, trời ơi, ở Bạc Liêu mà không biết cá chốt trứng là thôi xong rồi các bạn ơi. 30 năm ở bên Mỹ chưa bao giờ thấy con cá chốt lại rồi. Wow. Phê mà phê mà phê vậy hả? Ngậm cho ba coi đi, ngậm cho ba coi đi. Mình tan hết trơn, nỗi buồn vui biết gì chia xoa mà. Cha hung đi. Thì vào vườn sâu vẫn còn đó. Họ hơi một bịch. Bây giờ thì mình sẽ đi vô để mình làm cái chốt của mình đi các bạn ơi. Cá chốt kho tiêu nha. Cái này là đặc sản của Bạc Liêu các bạn. Cái này là cái chậu để mình trồng sen các bạn ha, trồng sen vô đây ha. Đây, cá chốt kho tiêu các bạn, hồi xưa bên Việt Nam á, ở Bạc Liêu là ăn hoài luôn. À, chứ giống như hồi xưa mình làm đó. Khỏi khỏi. Hồi xưa cũng là nhiều hơn. Hồi xưa ta cắt bỏ này. Ôi uống gì? Hàng hiếm á, hàng hiếm á. Rồi bây giờ thì trứng cá chốt nè các bạn. Rồi đây là con cá chốt. Đây cá chốt kho tiêu nha. Chuẩn bị kho tiêu là ăn là khỏi nói luôn. Đó bây giờ thì mình đã nêm nếm vừa đủ gia vị. Mình sẽ đợi cho nó 5 phút rồi mình bắt đầu kho cá chốt các bạn ơi. 30 năm rồi mới ăn được món cá chốt kho tiêu nữa các bạn. Không phải là giỡn đâu nha. Hồi xưa Việt Nam có chứ bên Mỹ là mới có. Bây giờ trong khi chờ đợi 5 phút thì mình sẽ đi lên đây mình coi con của mình nó nhún nhảy đấy bạn. Nhún nhảy. Yêu yêu ngọt thì mở mới hút lên mặt ngon nè. Đó, hồi xưa ở Việt Nam kho là cái mùi thơm nó bay trong nhà bạn, nhưng mà bên Mỹ nó hơi ngọt cho nên mình phải mở cái hút hút hơi ra để cho hàng xóm ngửi được cái mùi cá kho này nè. Đó, siêu quậy kìa. Siêu quậy. Lăng cũng lấy cái đồ chơi kìa. Lăng lấy đồ chơi kìa. Cắn. Thơm quá các bạn ơi. Chưa gì mà mình đã thấy thơm rồi. Trời ơi, một hương vị Bạc Liêu 30 năm mới gặp lại. Cái nồi, ôi cái nồi nước chốt, cá chốt kho tiêu của mình. Thơm quá. Cái này là hồi xưa là ăn là một nồi cơm luôn các bạn nha. Bây giờ một nồi cá chốt kho tiêu nè các bạn ơi. Trời ơi sướng quá. Bây giờ mình phải đi lên tiệm mình ăn mới được. Trời ơi đi làm nail bên Mỹ mà ăn cá chốt kho tiêu thì nó ngon sướng bạn. Ở bên Mỹ mà có cá chốt kho tiêu ăn là quý lắm nha các bạn. Đem đi làm. Bây giờ mình sẽ bỏ vô cái máy cù quay của mình đi. Bỏ vô hầm 3 phút cho nó bay khắp tiệm chơi. Cá chốt kho tiêu ăn trên đất Mỹ của một thợ nail các bạn. Cơm có chưa? Cơm có rồi. Wow. Ở bên Mỹ mà ăn toàn đồ Việt Nam không à? Nó quá sướng đi các bạn. Nó quá là sướng đi. Để mình kêu con vợ mập mình coi nó ăn không các bạn. Con vợ mập mình không biết ăn cái chốt các bạn ơi. Bới một chén cơm nóng. Hey, một chén cơm nấm vội vã của Việt Kiều Mỹ. Một tô cá kho nóng hổi vội vã của Việt Kiều Mỹ. Ok các bạn ơi. Bây giờ
cá chốt nha, hàng hiếm nha các bạn. Nhập từ đây. Đây là cái con cá chốt bạn, cá chốt kho tiêu. Trời ơi. Đây con cá chốt mình ngon. Trứng cá chốt nè. Trời ơi, ngon. Trời ơi. Cá chốt. Ngon. Con cá chốt. Mười mấy năm mới ăn được con chốt. Ngon quá. Cá chốt nè. Trứng cá chốt nè. Trời ơi. Đây. Con cá chốt này mình thật sự là ngon nè. Nó sướng rồi. Đặc sản miền Tây sông nước. Có ngon, có ngon.